là vẫn kiểu đứng đứng như thế này, như thế này. Đừng có ngửa cái máy rồi. Thì chứ ví dụ nó mờ quá là mình phải chỉnh kỹ rõ rồi thôi. Ví dụ chị Bèo đừng có ngọc, đừng có vội mà đi cái máy nhanh, vẫn phải từ từ á, chứ không mà cũng được. Nó sẽ có lúc nghiêng với lúc thẳng chứ, thấy không? Cái mụn đầy. Một miếng phòng một bé cháu giờ bị tổn thương. Còn có một ly miếng phòng bị tổn thương, cái thành ra nhìn cái da không khỏe. Như nhẹ nhẹ quá vậy, nhẹ nhẹ thôi, không thấy gì cả. Xong cho chị bên đó đi em. Con bé Út nó có gia đình luôn rồi hả ta?
hai đứa con gì đó, con đàn con bao nữa gì đó. Ôi trời trời, bé nó mẹ gì đi đứa lúc bóng. Ừ. Sao thì mấy tuổi, bốn tuổi. Bé nó đến còn cái gì rồi, chắc tao là bị cũng gặp đúng không? Đang gặp thì chục năm rồi. Gì nhỉ? Bé Út gì nhỉ? Làm gì rồi gì nhỉ? Bé Út làm gì? Cái thợ á. Dạ. Thợ hả? Thợ làm công ty sữa không? Ừ. Còn dễ thương giống hồi nhỏ không gì nhỉ? Còn đẹp á. Còn đẹp giống hồi nhỏ không? chị hỏi là con đẹp, con đẹp nhau nhỏ Dung ấy mẹ. Dung đẹp hả? Dạ Dung á. Trời đẹp hơn rất là. Ừ. Rất là đẹp nhất nhà hả chị? Phước là con trai rồi. Út đẹp hơn Phước hay là Phước đẹp hơn? Thằng Út đẹp hơn hay thằng Phước đẹp hơn? Ừ, Út hồi nhỏ là đã thấy đẹp rồi. Ngán quá hả? Ừ, không biết là hai người nó sẽ như đó. Dạ không, trừ ra đường mà chó mua đồ y gì. Thấy gì nhì đi ngon qua nhà cũng không mà. Mù, mù cá đi. Cái đường chợ hải sản đó, đường Yên Khê nó là đường nhà con nó. Mặt tiền nó. Ừ. Sắp bên vật liệu Cảnh Thành là nhà con nó. À đấy hả? Chị nghĩ luôn rồi đó. Ủa? Gì bán ở chợ mô? Chợ đường bò nữa. Chợ đường cây nữa. Chợ đường bò nữa. À dạ. Chụp đập sẽ đập sai. Chợ đường tâm nhiều. Còn chiều có đồ với lại thịt với đẹp ra rồi cũng không. Có khi đó. Không phải ăn nữa. Ừ. Chợ đó nó nhắn về mùa thấp cũng còn thấp gì đó. Là con công nghiệp thấp gì đó. Dạ. Bốn đứa con rồi cũng sang đi, ba đứa rồi cũng sang. Thế trên chỗ má đánh tàu á. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. اهلا بيكم يا بنات في فيديو جديد. ان شاء الله فيديو النهارده هيكون فيديو حلو جدا وتشجيع بقى، هيخليكي تقومي تشوفي كده كل اللي وراكي ان شاء الله باذن الله. ايه اللي انا بعمله ده؟ بصوا بقى، ده طقم الطوابل الدوار. عايزه اقول لكم ان انا هغسله،
بس هتغسليه ازاي يا سماح؟ هي دي الطريقة اللي بترجعه كأنه جديد، كأن لسه جاي ده حالا. عايزة اقول لكم عليه كمية بقى دهون، مطرح ايديا ما بتبقى ماسكة وانا بطبخ وبعمل ايديا بتبقى متعكة زيت سمنة مدهننة، فالبتاع كله دهون، ومن جوه كمان البرطمانات التوابل ماسكة فيها جدا. طب اعمل عملت ايه؟ جبت الحلة وحطيت فيها مية تغلي كده وهسقط فيها الطقم كله، بص كله كده البرطمانات مع البلاستيك، وهزود المية عشان ايه تكفيه كله او تغطسه كله زي ما انتوا شايفين كده. هسيبه حوالي بالظبط 10 دقايق يغلى بالطقم كده، يعني يفضل يغلى كده. هتلاقوا الدهون اللي فيه كلها نزلت. بصوا انا سبته حوالي قد ايه يا ربي، حوالي 10 دقايق كده، تمام. سبت حوالي 10 دقايق ورحت راجعاله تاني، تمام. بصوا بقى شايفين المية شكلها عامل ازاي.